Theo tôi thì cái sự khác biệt đó là Giang, tôi thay đổi tổ đấu. Tổ đấu thứ hai đem lên tổ đấu số 1 thì có sự khác biệt là chỗ của Thịnh Phát cũng như chỗ Đức Hòa lúc đó thì có được cái thể lực tốt hơn. Tại cái tổ 1 mình đã đá khúc cuối là cũng khá là mệt rồi. Khi mà tổ 2 vô ở cái lúc đầu thì có thể lực tốt và Hòa đã 1-1 tốt và sút rất là tốt, mở được một bàn thắng thì nó sẽ có được nhiều bàn hơn nữa. Lúc mà bắt đầu tham gia giải thì cái mục tiêu của đội là cái huy chương vàng. Tôi biết là rất là khó khăn, tại vì tất cả các đội ở trong khu vực bây giờ đã tiến bộ hơn rất là nhiều. Như Myanmar hôm nay bạn cũng thấy là họ chơi cái hiệp 1 phòng ngự rất là quyết tâm, mình cũng rất là khó ghi bàn họ. Nhưng mà khi mình khai thông được thế bế tắc thì lúc đó mình có nhiều bàn thắng hơn. Indo cũng tốt hơn, Thái Lan thì họ vẫn là một đội rất là đẳng cấp, và lượt cuối thì mình gặp Thái Lan. Thì thực sự là bóng đá thì không biết biết nói trước như thế nào, nhưng mà tôi tin rằng với cái sự tiến bộ cũng như là ngày càng tiến bộ của tập thể đội tuyển quốc gia Việt Nam thì tôi nghĩ là mình hoàn toàn có khả năng giành chức vô địch ở cái giải đấu năm nay.